Bình Định vừa có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải khi đánh bại Khánh Hòa trên sân Quy Nhơn. 3 điểm từ tay đối thủ được đánh giá là yếu nhất ở V-League 2023. Không nói lên nhiều điều, nhưng chắc chắn mang ý nghĩa rất lớn về tinh thần với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng sau thất bại 0-5 trước Công an Hà Nội ở ngày ra quân. Cùng với điểm tựa là sự cổ vũ của người hâm mộ đất võ, Bình Định đã sẵn sàng cho mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Bình Dương. Nhiều hy vọng đã được thắp lên cho đội bóng đất thủ trước vạch xuất phát ở mùa giải năm nay. Thậm chí, Primario đã ghi 3 bàn sau 2 trận đầu tiên, nhưng huấn luyện viên Lư Đình Tuấn vẫn không thể hài lòng với 2 điểm đã giành được. Chưa có nhiều tín hiệu tích cực được thắp lên khi bài toán kết hợp Tân Bình cùng với nhóm trụ cột mà điển hình là Tiến Linh chưa có lời giải hiệu quả nhất. Nếu không nỗ lực tối đa, Bình Dương khó có điểm trên sân Quy Nhơn. Dự đoán Bình Định sẽ thắng Bình Dương với tỷ số 3-1. Một điểm mà Sông Lam Nghệ An có được trên sân Thanh Hóa không phải là kết quả đáng thất vọng, nhưng huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng khó có thể hài lòng với những gì các học trò đã thể hiện sau 2 trận đầu tiên. Ngoài việc chưa thể giành chiến thắng, ghi bàn đang là nỗi lo khi đội bóng xứ Nghệ mới có duy nhất 1 bàn thắng. 2 ngoại binh mới đến, Candolo và Gasputit vẫn chưa tìm được tiếng nói chung với Olaha, khiến hiệu quả lối chơi của Sông Lam Nghệ An đang ở mức báo động. Ở phần sân bên kia, Hải Phòng dù thực lực suy yếu đáng kể so với mùa giải trước, nhưng chính việc mất đi nhiều trụ cột quan trọng lại khiến đội bóng đất cảng chơi với nhiều toan tính hơn. Thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vừa có được chiến thắng đầu tay trên sân Thống Nhất để chút bỏ áp lực, và điều đó mang đến sự tự tin rất lớn để họ hướng tới mục tiêu ít nhất có được 1 điểm từ tay Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh. Dự đoán trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An với Hải Phòng sẽ có tỷ số 1-1. Thanh Hóa có sự khởi đầu ấn tượng với 4 điểm sau 2 trận và đang nắm giữ cơ hội thuận lợi để bứt phá hoặc gây áp lực lớn lên nhóm đội trong top đầu bảng xếp hạng. Điều tân huấn luyện viên Veliza Popov cần tập trung cải thiện ở thời điểm này là nâng cao hiệu suất ghi bàn của hàng công và khai thác hiệu quả hơn nữa năng lực của bộ đôi tiền đạo ngoại Kunha và Conrado. Với lợi thế sân nhà, cơ hội để đội bóng xứ Thanh giành trọn 3 điểm ở vòng này là không nhỏ. Đà Nẵng đã khiến người hâm mộ sông Hàn thực sự lo lắng sau thất bại trước Nam Định trên sân Hòa Xuân và mới có được 1 điểm sau 2 trận đầu tiên. Kết quả này có sự tương phản rất lớn so với mục tiêu và top mà đội bóng đặt ra trước giờ vào cuộc ở V-League. Giống như các mùa giải gần đây, các chân sút của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng tỏ ra yếu kém trong việc ghi bàn và nếu hạn chế này không được khắc phục, có rất ít hy vọng giành điểm ở xứ Thanh. Dự đoán Thanh Hóa sẽ giành chiến thắng trước Đà Nẵng với tỷ số 1-0.
Hà Tĩnh đối diện với lịch thi đấu rất khó khăn từ vạch xuất phát ở V-League 2023. Cơ hội giành chiến thắng đầu tay vẫn chưa thực sự rộng mở với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công sau hai trận hòa với Hoàng Anh Gia Lai và Viettel, khi ở vòng này đối thủ của họ là nhà đương kim vô địch Hà Nội. Đội bóng núi Hồng đặt ra mục tiêu có điểm trước đối thủ khó chơi nhất với cơ sở là điểm tựa từ khán đài và hàng thủ vững chắc chưa để thủng lưới sau hai trận. Đẳng cấp và bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã được thể hiện bằng chiến thắng 2-0 trước Công an Hà Nội. Đội bóng thủ đô đang từng bước củng cố niềm tin bằng kết quả cụ thể và khả năng vượt qua thử thách rất ấn tượng nhờ đội hình với các chân sút giàu kinh nghiệm. Sự nhuần nhuyễn trong phối hợp và khả năng áp đặt lối chơi là điều Hà Nội luôn khiến các đối thủ lo sợ. Nhưng nếu thiếu đi sự đột phá, không nhiều cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Bandovic giành trọn 3 điểm ở vòng này. Hà Nội sẽ giành chiến thắng trước Hà Tĩnh với tỷ số 1-0. Trái ngược với những tuyên bố mạnh mẽ của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành về mục tiêu vào top 3, Thành phố Hồ Chí Minh đang khởi đầu rất chật vật ở V-League. Ngoài việc trắng tay về điểm số, Thành phố Hồ Chí Minh cùng với Hà Tĩnh là hai đội bóng chưa ghi được bàn sau hai trận đầu tiên. Rõ ràng, việc không có những chân sút chất lượng trong đội hình khiến đội bóng chủ sân Thống Nhất gặp rất nhiều khó khăn. Cuộc tiếp đón Khánh Hòa ở vòng này được coi là cơ hội để họ mang về chiến thắng đầu tiên. Tân binh của V-League đã sớm rơi vào tình thế hiểm nghèo dù họ mới trải qua 180 phút thi đấu sau 3 mùa giải vắng mặt. Thầy trò huấn luyện viên Võ Đình Tân sớm rơi vào cơn khát điểm và bị dồn vào chân tường khi rơi xuống vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Nếu không muốn đối diện với nhiều bất lợi sau này, Khánh Hòa không được phép thất bại trước Thành phố Hồ Chí Minh và một điểm là mục tiêu mà đội bóng phố biển sẽ nỗ lực để hoàn thành. Dự đoán, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giành chiến thắng trước Khánh Hòa với tỷ số 2-0. Nam Định đang gây chú ý đặc biệt ở V-League với việc là đội bóng duy nhất giành trọn 6 điểm, đồng thời chưa bị thủng lưới sau 2 trận đầu tiên. So với cảnh vật lộn để trụ hạng vào cuối mùa giải trước, đội bóng Thành Nam đang mang diện mạo mới với rất nhiều kỳ vọng. Đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đang có sự hứng khởi và tự tin cao độ với mục tiêu giành thêm 3 điểm nữa trong cuộc đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai. Hành quân tới sân Thiên Trường với ít nhiều lo lắng khi đội hình mất đi hàng loạt trụ cột và việc để Bình Dương giật lại một điểm trong phút bù giờ ở vòng trước cũng đã cho thấy rất nhiều hạn chế trong đội hình chắp vá của Hoàng Anh Gia Lai. Dù huấn luyện viên Kiati Sắc vẫn tự tin và khẳng định các chân sút trẻ sẽ trưởng thành hơn sau cú vấp vừa qua, nhưng thực tế cho thấy đội bóng phố núi có rất ít cơ hội giành điểm ở vòng này. Dự đoán, Nam Định sẽ giành chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 1-0. Trận derby lừng danh một thủa của bóng đá Việt Nam, Công an Hà Nội với Thể Công
được tái hiện qua cuộc chạm trán của Công an Hà Nội với Viettel ở vòng 3 V-League. Vừa trải qua thất bại đầu tiên ở sân chơi V-League, đội bóng ngành Công an hứa hẹn trở lại mạnh mẽ hơn và vẫn còn nguyên khát vọng gây bất ngờ. Với hàng loạt hảo thủ trong đội hình, đoàn quân của huấn luyện viên Paolo Fioani đã sẵn sàng cho mục tiêu giành trọn 3 điểm. Ở phần sân bên kia, Viettel đối diện với ít nhiều áp lực do cơn khát điểm bắt đầu tăng nhiệt. Tân huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh cũng cảm nhận rất rõ sức ép sau 2 trận không thắng và mới chỉ có duy nhất một bàn. Viettel cần ít nhất một điểm ở cuộc đọ sức với Công an Hà Nội để không rơi xuống nhóm cuối và chắc chắn họ sẽ tìm mọi cách để không bị thất thế trong trận đấu được chờ đợi nhất ở vòng 3 V-League. Dự đoán trận đấu giữa Công an Hà Nội với Viettel sẽ có tỷ số 1-1. Một đêm.